Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, nhà nông Phương Nguyễn. Hôm nay thì mình tiếp tục làm video chia sẻ đến cho tất cả các bạn những câu hỏi mà rất là nhiều bạn gửi về cho mình trong tuần vừa qua. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả các bạn cũng như là những người đang nuôi chim nhồng khắp mọi miền của đất nước. Bây giờ thì mình tìm hiểu khá là nhiều nên là những cái kinh nghiệm của mình cũng như là những cái việc tìm hiểu của mình thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn để cho các bạn nắm rõ hơn một chút để mà chúng ta cùng nhau chăm cho chim nhồng nó được tốt hơn. Rồi, và trong tuần qua thì mình sẽ nhận một câu hỏi như thế này. Có bạn đã gửi về cho mình một cái hình con chim nhồng của bạn đó, và chim của bạn đó thì có bị lông thì nó rất là xấu, và bạn đó nói là chim đó là đang bị nó thường, con chim này nó thường hay là rất là xỉ lông và nó bị chảy máu trên lúc mà nó xỉ lông rất là nhiều. Và bạn đó hỏi mình là chim nó bị bệnh đó là như thế nào và cái nguyên nhân của nó và cách phòng như thế nào để cho lông của nó được lại tốt hơn. Thì mình có chia sẻ đến cho tất cả các bạn đó là chim của bạn đó là đang bị là sâu lông. Đó, các bạn nghĩ từ sâu lông mà chúng ta nghĩ như là chúng ta nghĩ như nó yêu này, sâu lông là chúng ta hiểu là nó bị là làm cho lông nó bị hư rồi nó sẽ làm cho lông nó không còn đẹp nữa, như một cái cây vậy các bạn. Cây mà bị sâu lá thì nó sẽ ăn những cái lá này, nó sẽ bị hư lá rồi nó sẽ bị rất nhìn nó rất là xấu. Thế nên thì sâu lông thì nó cũng như vậy, các bạn hiểu đơn giản như vậy để cho nó dễ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chia sẻ cái bệnh mà sâu lông đối với chim. Theo mình tìm hiểu thì chim thường là sâu lông này nó thường xảy ra rất là nhiều chim các bạn. Trầu màu này, chim nhồng này, chim sáo này, sáo trắng này, sáo đầu sáo nâu này, chim khuyên này, rất là nhiều. Nếu mà các bạn nuôi chim mà chúng ta lâu năm thì các bạn sẽ biết cái về cái bệnh này, sâu lông này. Về cái nguyên nhân mà làm xảy ra đối với bệnh sâu lông này là biểu hiện, chúng ta bước vào cái phần 1 thì mình sẽ nói về cái biểu hiện của sâu lông ở chim nhồng là chim nó rỉa lông rất là nhiều, các bạn hiểu không? Là khi mà nó đứng là nó sẽ đầu nó rỉa lông rất là nhiều, nó không cần nghĩ luôn, nó xỉa rất là nhiều và lông đuôi của nó sẽ bị bật ra. Và cái miệng của lông nó sẽ bị hở ra luôn các bạn, và lông sẽ bắt đầu nó rớt. Rồi thứ hai về cái lông đuôi ấy, nó sẽ bị gãy gấp và nó rất là te tua. Rồi có lông thì lông dài lông ngắn nó bị sao le, rồi nó xoáng, nó sơ sát, nó dễ rụng lắm, rồi nó gãy, nói chung rất là nhiều. Và thứ ba nữa là lông ngực của con chim ấy, thì nó sẽ bắt đầu rụng thành từng mảng, các bạn hiểu không nào? Nó sẽ rụng rất là nhiều, các bạn nghĩ là nó sẽ bị thay lông nhưng không phải các bạn, nó sẽ bị rụng một mảng luôn. Và cái những cái làn da của nó sẽ bị đỏ tím, các bạn biết tại sao không? Nó kiểu là nó bị ngứa các bạn, khi mà chúng ta bị ngứa chúng ta sẽ gãi thì nó làn da nó sẽ đỏ lên và con chim nó cũng sẽ bị như vậy. Đó là những cái biểu hiện mà các bạn thấy. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần số 2, đó là nguyên nhân dẫn đến cái bệnh mà sâu lông này. Nguyên nhân dẫn đến việc mà chim bị sâu lông á thì nó rất là nhiều cái lý do, cả về lý do chủ quan lẫn khách quan nữa các bạn. Những người mà chơi chim lâu, người đã kinh nghiệm, đôi khi mà còn lúng túng thì người ta cũng không hiểu nguyên nhân đó là nguyên nhân gì. Và sau đây thì mình sẽ nói về những cái nguyên nhân và dẫn đến là bị sâu lông các bạn. Các bạn chú ý theo dõi. Nguyên nhân đầu tiên luôn đó là do các bạn là ít tắm cho chim nhồng các bạn, hiểu không? Các bạn vì bận bận những công việc
rồi các bạn đi làm công ty hay là các bạn đi làm đó, rồi các bạn không có thời gian mà các bạn tắm cho chim. Và sau đó thì có nhiều bạn thì cũng tắm cho chim nhưng mà các bạn không đi phơi nắng cho nó, thành ra là nó là một cái trường hợp để cho con chim nhồng này nó sẽ bị già, cái lông nó sẽ bị ẩm ướt, và ẩm ướt thì ký sinh trùng rất là nhiều, nó sẽ vào ẩm vào ở trong những cái lông của nó, rút vào trong cái lông của nó và nó ẩm và nó sẽ sinh sống ra và nó sẽ làm cho con chim nhồng chúng ta sẽ bị ngứa lông, và kiểu là chúng ta sẽ thấy nó như là cái gì, như là chúng ta sẽ thấy trên đầu của chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta không gội đầu hay là chúng ta không có chải tóc mà chúng ta để ẩm tóc á, thì nó sẽ có bị đầu của chúng ta trên tóc chúng ta sẽ có bị rặn rất là nhiều, các bạn hiểu, các bạn chắc các bạn sẽ biết cái vấn đề này. Đây là cái nguyên nhân mà trường hợp mà chúng ta sẽ gặp nhiều nhất và gây ra các bệnh sau lông. Nguyên nhân số 2 này nó rất là quan trọng các bạn này, do nữa là chim của các bạn nó bị thiếu chất, đa số là bị thiếu canxi và thiếu vitamin. Bởi vì thiếu canxi và thiếu vitamin ấy, thì nó sẽ giúp cho bộ lông của con chim nhồng nó thành xấu đi, nó không còn đẹp như nữa, nó không còn mượt mà như nữa. Và cho nên là chúng ta cần phải là chăm cho chim nó về đầy đủ canxi để cho nó có một cái bộ lông là ống mượt. Nên các bạn phải cho ăn những trái cây chứa vitamin C, vitamin D và vitamin E. Thì ở tập trước thì mình đã nói về những cái trái cây mà nó chứa vitamin, rồi các bạn sẽ tìm vào trong cái kênh của mình sẽ có. Số 3 nữa là nguyên nhân số 3 này cũng khá là hay các bạn, đó là do cái hàm lượng chất gây nóng trong thức ăn. Các bạn nghĩ không, có rất là nhiều người chăm chim, người ta cứ nghĩ là chim ăn ớt nhiều thì nó là tốt, nhưng mà không đúng các bạn. Khi mà chúng ta cho ăn ớt nhiều thì các bạn biết là nó sẽ cũng bị nóng cái đường ruột, nó sẽ nó bị kỳ tử, rồi táo tào, là ớt và các chất kích thích như lửa cho chim, là nó sẽ làm cho cái thức ăn của con chim này nó sẽ gây ra cái hiện tượng là khô lông và xoáng lông, các bạn không? Cho nên là mình nói các bạn những thức ăn mà như là ớt rồi táo tào hay là kỳ tử đó, thì mình cho nó ăn vừa phải thôi, các bạn đừng cho ăn nó quá nhiều. Ngày nào các bạn cũng cho ăn quá nhiều thì nó sẽ không tốt đến cho con chim của mình. Cho chúng ta cần nên là cho ăn vừa phải, mình nói là vừa phải thôi nghe các bạn. Cho nên các bạn đừng có nghe lời người này người kia mà các bạn cứ đôn đốc ngày nào các bạn cũng cho ăn được quá nhiều, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là chim bị sao lông, do là hiện tượng là lông nó bị khô lông và xoáng lông. Cái này là con chim của các bạn nó không có được đẹp. Nguyên nhân số 4 á, là các bạn biết không, là do gì đâu, do là ký sinh trùng làm ở dưới cái đáy lồng của con chim chúng ta. Mình nói khá là nhiều bạn rồi đó, các bạn nuôi chim mà các bạn để cái đáy lồng của bạn nó rất là bẩn. Nhiều bạn nuôi chim nhồng, các bạn để phân của chim nhồng nó như một cái bộ hồn lông bộ vậy, hồn lông bộ vậy, nó cao, rất là cao. Nó nhiều bạn mình chụp hình cho mình xem là phân của con chim nhồng nó đứng tới gần cái cầu đứng của con chim nhồng luôn, mình nhìn nó rất là ghê. Mình hỏi tại sao các bạn đó làm như vậy thì các bạn đó mới nói là do là không có thời gian chăm, sáng đi tối về rồi cứ thức nó thiếu thức ăn thì đổ cho nó ăn thôi, chứ không có thời gian mà chăm nó. Đó là những cái nguyên nhân mà làm cho những con rặn này, con mạc này, rồi những ký sinh trùng ở trong phân của con chim nhồng á, nó sẽ bám vào cái chân của con chim và sau đó nó sẽ mò lên trên cái ẩn trên cái lông của nó. Nó làm cho con chim chúng ta sẽ ngứa ngáy, rồi là từ đó là con chim nhồng của chúng ta nó sẽ chĩa lông, và làm thì nó chĩa lông rất là nhiều thì nó sẽ làm cho con chim chúng ta bị sơ lông, gãy lông. Rồi tiếp theo nữa là nói về cái lòng, nguyên nhân làm là nó tiếp theo nữa là nói về cái lòng và tống nước thức ăn
có nghĩa là cái lòng của các bạn á, nhiều khi là chúng ta rất là nhỏ nên là không đủ không gian mà cho con chim nó hoạt động á, thì nó sẽ làm cho con chim chúng ta nó đứng nguyên một chỗ, thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà luyện tập cái kiểu mà nó cho nó hiểu là nó điểm nó nhảy qua nhảy lại, thế mà nó tăng cường cái sự khỏe mạnh của nó và sức đề kháng của nó để cho nó tránh được những cái bu bám của cái sinh trùng đó. Nên là cái lòng chim của các bạn nuôi nhỏ thì nó cũng vẫn là cái nguyên nhân tiếp theo nữa, là nguyên nhân nữa là do nước. Nước các bạn để quá nhiều ngày, theo mình thì nước con chim nhỏ nó uống một ngày thì nó sẽ uống không hết, cho nên nếu mà ngày sau mà nó vẫn còn thì các bạn nên tháo nước ra và các bạn đổ nước mới vào cho nó. Và thức ăn thì đối với cám thì các bạn nên cho nó ăn 2-3 ngày, nếu mà các bạn đừng đổ quá nhiều cám vào trong cái máng của nó, các bạn đổ vừa phải thôi, vừa ăn trong ngày thôi thì nó sẽ ăn hết và nó sẽ không còn bị đọng lại mà để làm cho cái sinh trùng nó bò vào trong đó được. Thì đó là cái những nguyên nhân mà ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn. Nó rất là những cái nguyên nhân này, nó đây là những nguyên nhân cơ bản và nó rất là quan trọng đối với tất cả các bạn nuôi chim, cho nên là các bạn chú ý về cái vấn đề này. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cách chữa trị bệnh sau đông. Mình sẽ nói những cái gọi là cái chữa trị nó rất là thông dụng để cho các bạn dễ làm và đỡ mất thời gian. Rồi cái về cái cách chữa trị như thế này, các bạn là nên tắm cho chim nhỏ của bạn và phơi nắng cho nó. Nếu mà trời nắng nóng thì các bạn đem ra tắm cho nó, dưới nắng lên là các bạn tắm cho nó, và trời mưa thì chúng ta không cần tắm, mưa mà lạnh, mùa lạnh thì chúng ta không cần tắm. Nhưng mà các bạn phải chú ý về cái khâu vệ sinh, về cái dưới đáy lồng thì chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ dưới đáy lồng để cho nó được sạch sẽ, thì nó sẽ cái sinh trùng nó sẽ không phát triển, và không phát triển thì nó sẽ không có cái bu vào trong cái lông của con chim nhộng, thì chim nhộng của chúng ta nó sẽ không bị sâu lông đó, các bạn thấy chưa. Rồi tiếp theo thì thêm một cái nguyên nhân, thêm một cái cách chữa trị nữa, đó là chế độ dinh dưỡng của con chim nhộng. Thì các bạn nên bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng cho con chim nhộng để cho nó có sức khỏe và cho cái độ đề kháng của nó cho nó mạnh. Vì nó khỏe mạnh thì nó mới có thể là phòng tránh được những cái bệnh nhiều bệnh khác nhau, và đặc biệt là nó có thể là đẩy lùi được cái bệnh ký sinh trùng. Các bạn nuôi chim thì vì thức ăn mà đầy đủ dưỡng chất dinh dưỡng thì các bạn nên là châu chấu cho nó. Mình thấy con châu chấu hay con gầu cào là rất là tốt đó các bạn. Các bạn nên có điều kiện thì các bạn bắt hoặc các bạn mua cho nó một ngày ít con thì nó cũng vẫn là điều tốt, và các bạn nhớ là tắm cho nó hàng ngày thì nó sẽ ok hơn. Rồi thứ ba nữa, nếu các bạn mà bị thì các bạn nên dùng một cái loại thuốc, đó là tên của nó là Somamix 10g. Cái này đó là một cái loại thuốc bột đó, và các bạn về pha với nước theo cái chỉ dẫn phía trên cái loại thuốc đó để mà chúng ta tắm cho chim. Khi là chúng ta tắm để làm đẩy những cái loại rặn hay là mạt ra khỏi cái bộ lông của con chim của mình, thì đỡ cho chim nó phải ngứa và nó sẽ không xỉ lông nữa, thì cái bộ cánh con cánh của nó hoặc là lông ngực của nó thì nó sẽ đẹp lại thôi. Rồi chúng ta nên bổ sung bổ sung vitamin B cho thức ăn con chim, và chúng ta nên vệ sinh lồng chuồng trại để cho nó sạch sẽ thì nó sẽ ok rất là nhiều. Tiếp theo nữa là chúng ta nên phun những cái loại mà thuốc mà nó không có độc hại vào trong những cái xung quanh lồng của chúng ta,
để cho mà nó tránh được những cái con mạt hay là con rẹp nó hay bu vào trong cái máng của chúng ta. Nếu để lâu ngày thì nó sẽ sinh ra. Nên là các bạn lâu lâu chúng ta sẽ mua một cái thuốc để mà chúng ta xịt, hoặc là chúng ta sẽ dùng một ít rượu. Rượu nó có tác dụng nó rất là quan trọng các bạn. Rượu vodka này đó, đây là rượu xịn này các bạn. Cho nên là nếu bạn có điều kiện thì các bạn phun độ này, còn không thì chúng ta sẽ dùng rượu thường, chúng ta cũng phun được xung quanh nó để cho nó tránh được cái những con rạn con mạt nó bô vào. Đó là những cái hướng dẫn mà ngày hôm nay mình tìm hiểu được khá là nhiều, nên mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Mình hy vọng thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều đó. Và video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình hy vọng với những cái chia sẻ mà mình được tìm hiểu thì mình sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều, đặc biệt là các bạn mới đang đọc video nhỏ. Và cuối cùng thì mình xin chúc cho tất cả các bạn một ngày thì mình vui và ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.